Tí tí. Rồi nó sợ, nó chạy rồi. Bỏ mấy con cá xuống đi chứ để nó chết ngạt á rồi anh ra anh thả. Tí tí. Nè nè nè, tí tí come here. Đừng đi nữa con, đừng đi vô rừng nữa. Mình cách xa mấy anh đó rồi. Lần sau tí tí sẽ không đi ngao nữa mọi người ơi. Tí tí không thích đi chung với mấy anh người dân. Khổ tâm ghê á. Bỏ xuống đi, bỏ xuống đi em. Được bao nhiêu vậy? Một ký nữa không? Hai giác là hai ký hả? Nè nè. Để cho anh coi. Thôi thôi, được. Ok, thả xuống nha. Được. Đâu? Đi, đứng đi con. Sống tí 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 tí, nó bỏ chạy nữa rồi. Tí tí nó lặn luôn rồi.